nhắn vô chụp hình là sẽ hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Đấy, hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Nếu bạn đang thiếu game để chơi, ở đây có kho game online cho các bạn mà không cần tải luôn. Gamehayonline.com nhé. Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Thì clip trước mình đã hướng dẫn mọi người thời gian vị trí của những con ếch con cóc rồi đúng không? Thì bây giờ cùng xem nhiệm vụ nha mọi người ơi. Nhiệm vụ mới để cho các bạn hoàn thành để mà nhận đồ ếch đồ các kiểu nha các bạn. Rồi phần thưởng đăng nhập mà hôm ngày hôm nay nè, ngày mai các bạn nhận được cái băng đồ nha các bạn. Rồi nhận được kim cương quá trời luôn nè. Và bên cạnh đó thì các bạn ngày thứ bảy á sẽ nhận được một cái ba lô ếch ha. Nhìn cũng khá là xinh xắn dễ thương nha mọi người. Rồi nhiệm vụ đấy các bạn ơi, nhật ký quan sát ếch thì các bạn sẽ phải đi kiếm nha các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ nhận được một cái mẫu lá sen nè. Wow, đẹp nha, 20 kim cương luôn nha mọi người. Nếu mà hoàn thành được hết tất cả các nhiệm vụ này, nhận được ba hộp quà này thì các bạn sẽ nhận được những mà thử xịn lắm ha. Đồ chơi ộp hoạt là cái này là chắc chắn là để cầm chơi rồi nha mọi người. Rồi tiếp theo nữa là ao câu cá. Ui, có ao câu cá mới các bạn ơi. Không biết là có bỏ ra, không biết có câu được con ếch là lên đồng đồng quá. Rồi tiếp theo nữa là cuối cùng các bạn sẽ nhận được cái bộ đồ yếm ếch ha, với lại là một cái giày ếch ở ngoài nè, nhìn cũng khá là dễ thương luôn. Rồi ở đây thì có bao nhiêu ta, hình như là 2, 4, 6, 8, 10, 12 cái nhiệm vụ nha mọi người. Đầu tiên á là các bạn sẽ phải có cái ếch như thế này thì các bạn sẽ đi bắt ếch nha. Bắt ếch như thế nào á thì nhiều lắm, các bạn sẽ đi bắt hết những con ếch này. Thì đầu tiên là các bạn phải chạy vô khu công trại đã. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi xem tất cả các nhiệm vụ nha mọi người ơi. Đầu tiên nhiệm vụ lấy ộp hoạt ra chơi là cái này đồ chơi trong cái hộp quà nha mọi người. Đây cái đồ chơi này nè, thì chừng nào nhận hộp quà thứ hai thì mới hoàn thành nhiệm vụ này được. Tiếp theo nữa đó là nhiệm vụ cốc lửa, thì các bạn sẽ phải đi tìm cốc lửa để mà bắt ha. Rồi nhiệm vụ thứ ba sẽ là thử bốc thăm chủ đề con ếch ha, thì mình sẽ vào mình bốc thăm thử nha mọi người. Đây chủ đề ếch mình sẽ bốc thăm một cái nha mọi người ơi. Đấy mình đã hoàn thành được cái nhật ký quan sát nha. Ôi ra cái giường ếch nha các bạn. Rồi ở đây hôm nay là có mũ mới nha mọi người, chờ mũ muốn chạy nè, mở tiếp coi. À, mũ chữ B. Ôi Coca hôm qua mình có review cho mọi người xem tỷ lệ đó 0,5% thôi nha mọi người, 0,5% để ra cái mũ này thôi cũng hơi bị khó ha. Rồi luôn ba cái rồi chưa ra cái mũ chữ B cho mình đúng không? Ra cái mũ đi, ra cái mũ đi. Rồi luôn ra đồ ăn không nha mọi người. Rồi hoàn thành được cái nhiệm vụ nha các bạn ơi. Rồi được cái nhiệm vụ ha. Nhiệm vụ tiếp theo mình làm đó là câu 5 con đồng nào nha các bạn. Có thể là câu ở khu cắm trại hoặc là cái hồ chỗ bình laser cũng được, hoặc là cái hồ bên khu nhà cũng được nha mọi người. Và các bạn chú ý là câu bóng 1 nha, mình thấy ban ngày nó xuất hiện nhiều hơn ban đêm á, cho nên là mọi người nên câu vào ban ngày nha mọi người. Đấy thì thời gian ban đêm các bạn có thể đi kiếm ếch hoặc kiếm cóc ha. Rồi hoàn thành cái nhiệm vụ này luôn. Rồi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo nha mọi người, nhận được 2 kim cương nè. Rồi thử sử dụng bể nuôi tổng hợp. À, thì các bạn sẽ nhắn vô vào ngay để mà mua cái bể này nha các bạn. Cái bể này thì 2.400 tiền. Sắp đây là cái hồ nuôi ếch mới nha mọi người ơi. Đây bỏ những con ếch của mọi người vô đây nuôi nha. Cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ kia luôn. Từ từ bị lắc rồi, rồi đấy. Đấy bỏ mấy con ếch vô nha mọi người. Ôi, trời ơi bỏ mấy con ếch vô xịn nha mọi người ơi. Hoàn thành cái nhiệm vụ tiếp theo ha. Rồi vô nhận nha các bạn. Đấy nhận được 200 tiền nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi bắt 5 con ếch ao đốm đen nha mọi người. Con ếch ao đốm đen thì rất là dễ bắt luôn. Các bạn có thể là bắt trong khu camping nè, cái hồ nè, hoặc là có thể các bạn chạy qua bên khu trung tâm ha, bên khu trung tâm chỗ cái mương đó các bạn. Cái mương hồ đó thì cũng sẽ xuất hiện mấy con ếch này rất là nhiều luôn. Rồi mình sẽ chạy qua bên trung tâm để bắt con thứ 5 nha các bạn. Hồi nãy giờ mình bắt được 4 con rồi. Bây giờ mình chỉ cần bắt thêm một con nữa thôi là họ sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ ha. Đấy thì các bạn chỉ cần chạy quanh khu cắm trại nè, cái hồ bên khu trung tâm nè, rồi cái mương bên trung tâm nè ha. Rồi cái bên cái khu nhà nữa, khu nhà đây đây. Mình sẽ bắt thêm một cái con này nữa để hoàn thành cái nhiệm vụ nha mọi người. Rồi hoàn thành cái nhiệm vụ bắt ếch ao đốm đen nha. Rồi xong ha. Như các bạn nào chưa biết á, để hoàn thành cái nhiệm vụ chụp hình ếch vàng với lại là con cóc lửa thì các bạn chỉ cần chụp hình thôi, không cần bắt nó đâu ha. Thì các bạn kiếm một người bạn nào đó hoặc là một người chơi nào ở gần á, thì các bạn kêu là cho mình chụp một tấm hình thôi, thì các bạn sẽ hoàn thành được 2 cái nhiệm vụ này nha mọi người, rất là đơn giản luôn, không cần phải đi kiếm đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ kêu một bạn trong nhóm của mình để mình kêu chụp hình cho mọi người, chứ nãy giờ mình kiếm con ếch bạn không thấy. Rồi bạn của mình đã lấy một con ếch vàng ra rồi, bây giờ các bạn lấy camera ra ha, chụp hình ra, nhắn vô chụp hình là sẽ hoàn thành nhiệm vụ cho mọi người. Đấy hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Rồi rất là đơn giản đúng không?
Rồi, nhận cái nhiệm vụ lần này luôn ha. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ chụp hình con cóc lửa nha các bạn. Đây, 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 con cóc lửa này nha mọi người. Ê, sao chạy mất tiếng rồi, trời đất ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ chụp hình con cóc lửa đó nha. Để mình kêu bạn của mình lấy thêm một con cóc lửa đó. Đó, nếu mà các bạn thấy một người chơi nào đó có cóc lửa hoặc Panama thì các bạn xin chụp hình nha. Đấy là sẽ hoàn thành nhiệm vụ nha mọi người. Rồi xong ha, rất là đơn giản luôn. Nhận được hôm qua thứ nhất là các bạn ơi, được cái mẫu lá sen rồi ha. Wow, 20 kim cương nữa nha các bạn. Đây, cái mẫu lá sen đây, tuyệt vời luôn các bạn ơi, có mẫu mới nha. Quá trời là đẹp luôn ha. Rồi, cái mẫu này rất là dễ thương luôn đó các bạn ơi. Rồi, để mình mang cái mẫu vô, mình sẽ đi bắt ếch tiếp nha các bạn, đi làm nhiệm vụ tiếp ha. Rồi, ở vị trí đầu tiên mình thấy nha mọi người ơi, đây, đó, chỗ trong khu cắm trại nha, các bạn chạy tới hồ nước đây nè. Xong rồi tới chỗ đây sẽ có một cái hình con ếch nha các bạn. Các bạn sẽ phải đi kiếm những con ếch này ha, để hoàn thành nhiệm vụ nha các bạn. Rồi, nhắn vô ha nha mọi người. Rồi, các bạn sẽ đã nhận được một thấy dấu ếch rồi nè. Rồi, mình sẽ đi kiếm dấu ếch đó nha các bạn. Rồi, dấu ếch tiếp theo là ở trên chỗ bắt cua này nha các bạn ơi. Chỗ bắt cua, chỗ thách thức đây nè. Thì các bạn sẽ phải nhờ bạn bè tay lên, xong mình lên đây nhận nha. Rồi, một dấu ếch tiếp theo. Rồi, dấu ếch nữa là các bạn chạy lên chỗ cái thác, chỗ ghép thú á. Đấy, chỗ đây có một cái thác, chỗ cái cầu luôn. Đấy, các bạn sẽ nhận dấu ếch, dấu vết tiếp theo nha. Rồi, nữa là các bạn sẽ chạy ra Blaza, có cái chỗ cái hồ á. Thì các bạn nhận dấu ếch nha mọi người. Rồi, dấu ếch nữa là các bạn chạy tới chỗ mà lấy bong bóng đó. Đấy, các bạn nhảy lên là lấy được cái dấu ếch tiếp theo. Còn nữa là bên trung tâm nha mọi người, trung tâm thì có cái hồ ở chỗ ngay cái tàu điện ngầm luôn, các bạn chạy ra nhận ngay chỗ đây, dưới cái hồ cũng có nha các bạn, chỗ cái mương chỗ đây cũng có luôn. Rồi tiếp theo nữa là các bạn sẽ phải chạy ra cái hồ bơi chỗ gần khách sạn nha. Trời ơi, cái dấu ếch này khó lấy ghê mọi người, trời sao nó nhảy. Rồi các bạn sẽ nhận cái này luôn ha. Rồi dấu ếch bên home nha mọi người ơi, thì các bạn chạy tới chỗ home ở dưới cái hồ này nè, mương này nè. Đấy, có một dấu ếch gần cuối luôn nha các bạn. Rồi cái cuối cùng nữa đó là ở chỗ thông tin nha mọi người, chỗ khu home luôn ha. Chỗ đây, cái này nãy bị lỗi nha mọi người, mình qua thì không thấy cái... Rồi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo nha mọi người ơi, gió chân ếch ha. Rồi xong cái nhiệm vụ này luôn rồi, mình nhận hộp quà thứ hai luôn nha mọi người. Một cái đồ chơi nè và một cái ao câu cá mới nha mọi người. Ôi, mình lấy đồ chơi để mình hoàn thành cái nhiệm vụ kia luôn ha. Có một cái nhiệm vụ để chơi cái đồ chơi ở bọt này nè. Đấy, hoàn thành luôn nha mọi người. Trời ơi, cái con kiểu giống quý ơm á nha các bạn. Kiểu giống quý ơm á nha. Rồi, hoàn thành cái nhiệm vụ này luôn ha. Rồi, vậy là còn 3 nhiệm vụ thôi nha mọi người. Một cái nhiệm vụ là phải điểm danh ngày thứ 4. Đấy, nhiệm vụ này nha các bạn, điểm danh ngày thứ 4 mới hoàn thành ha. Còn hai nhiệm vụ nữa là bắt con ếch phi tiêu độc này, với lại là con ếch vương miệng nha các bạn. Bất kỳ con ếch nào có vương miệng cũng được. Đó, và một con ếch phi tiêu độc này thì các bạn sẽ đi bắt nó vào ban ngày ha, và ở bờ nước nha mọi người, ban ngày bờ nước nha. Thì bây giờ thì mình sẽ lên clip sớm cho mọi người chứ không có thời gian để đi bắt con này thêm. Rồi, các bạn đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. À, quên để lấy cái hồ cá cho mọi người xem nha. Cái hồ cá xịn xò lắm luôn các bạn ơi. Đây, để mình cắt cái hồ cá này đi, xong mình lấy cái hồ cá mới cho mọi người xem. Đây, hồ cá mới. Ui, nó bự các bạn ơi. Nó bự quá trời bự luôn. Oh my god, nó bự nè. Wow, hồ cá xịn xò luôn các bạn ơi. Hồ cá mới nha. Hồ cá này có thể là, không biết là có câu được ếch hay không, không biết có ếch nào nhảy lên thành hay không các bạn. Rồi, bye bye mọi người. Boot, 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 boot